mày cần thổi đúng cái này, khỏi thổi đúc vô là xong rồi. Mấy góc? 4 góc của tứ giác. Được chưa? Tạo ra một cấp số gì? Cấp số nhân. Mà cấp số nhân nó có cái góc thứ mấy? Thứ tư là U4 bằng 9 lần U. Góc thứ mấy? 4. Góc thứ 4 bằng 9 lần góc thứ mấy? 2. Đó, xong một ý. Nhớ, muốn tìm được cấp số nhân thì ta phải có U1 và quy mấy ẩn? Thì mấy phương trình? Mấy phương trình rồi? Thêm một phương trình nữa. Cái phương trình hồi nãy mới vừa nói, cái phương trình mà bạn mới nói tổng á, gọi U1, U2, U3, U4 là 4 góc của tứ giác. Thì ta có nè, cái hồi nãy mới vừa nói á, 4 góc là bằng nhiêu? Đúng rồi, U1 cộng U2 cộng U3 cộng U4 bằng 10 độ nghe, độ giùm em nghe. Và U4 bằng 9 lần U1. Tới đây cần làm đó không? Chắc chưa? Rồi làm vô đi rồi. Làm đi, làm sao cho đúng đi. Nhớ luôn luôn, muốn tìm cấp số cộng đưa về U1, bây giờ là quy, cứ chốt lại câu đó đó. Đúng rồi, đó, đúng rồi đó. Cứ tiếp tục, đúng luôn. Rồi, ok. Nào không làm viết lại, đúng rồi đó. Đẩy lên. Đó, 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 luôn luôn đưa về U1 và quy. Đúng luôn, sai rồi, đây là U2, sửa lại số này, cho lại số 2 đi. Đó, sửa, rồi, nhân quy, rồi, ở đây làm sao? Không biết, chỉ chuyển qua một vế. Cái này chung gì? U1, hồi này chung U1 thôi, này chung U1 à, còn này chuyển qua đây nè, chung gì? Ở này rút U1 này trước đi. Bảo mặt liền, lấy cái bút gạch luôn, vô đây luôn, gạch luôn. Gạt. Rồi đó, viết lại. Cứ vô phòng thi lấy cái bút chì gạt đi xúc xó. Rồi chuyển thằng này qua đây. Rồi rút ra luôn, rút ra được gì luôn. Chuyển qua rút luôn. Thiếu rồi, thiếu một cái rồi. Rồi lỡ rồi, trừ, chuyển qua trừ 9 lần quy, đúng rồi, đúng rồi. Bằng mày, đúng rồi. Thấy cách gì, cấp số gì? Thì nhớ gì? Chia, đánh số 1, số 2. Muốn chia gì chia? Lấy 1 chia 2, lấy 2 chia 1, tùy bạn. Với trái chia với trái, với trái nè. Bỏ luôn, làm lẹ luôn. Bỏ đây, gạt luôn. Đó, gạt luôn, rồi viết lại, xong. Ê, khoan, từ từ. Sai cái gì đó Ngọc? Mình bị sai cái gì? Có phải này chia này không? Này chia này đúng không? Thấy cái gì không? Không có nằm dưới mẫu được không? Không thì làm sao? Nghịch đảo thì lấy 2 chia 2 chia 1, cẩn thận nha. Đó, những bài toán nó gài đó. Vậy gạt cái này, viết cái này trước nè. Đó, cẩn thận chút xíu. Đúng rồi, bằng 0 chia. Đúng rồi, tới đây làm được không? 0 chia mấy cũng bằng 0, chuyển này qua, được chưa? Chuyển này qua là 0 luôn đúng không? Vậy còn cái này thôi, viết lại trên đây. Quy mũ 3 tương đương, có dấu bằng là dấu tương đương. Đúng rồi, chúng gì nữa? Quy mang ra. Dạng gì? Đúng rồi. Hết chàng à. Khoan, là biên chàng. Bấm cái bút chưa rồi?
không, dục, loại. Này bấm hà, bấm công thức ra, còn không ra cộng trừ mấy. Đúng rồi, được chưa? Có quy rồi, tính rồi, U1, U2, U3, U4, U5, U1, U2, U3, U4, được chưa? Nhớ U của mình là góc, góc thì phải số như thế nào? Số tròn đâu mà tròn, 3 phức 1 cũng được, 3 phức 1 độ cũng được. Số gì? Số tự nhiên. Số tự nhiên 3 phức 1 và số tự nhiên gì? Số gì ta, cái gì? Số dương. Góc bây giờ số âm đâu mà ngồi nó quay.